mình lên ngay là điều qua. Nếu không có Thái Nguyên thì ta đã bắt được cha con Trần Cảnh. Dạ bọc nghe xói. Nghe quý danh của mình thì luôn lo nhà cho là cha mất hết cho hết trọi. Ngọc thủ dùng trần như thế nào mà dạ, để Thăng Long quang vắng thế này? Dạ nhờ quý danh của người cho nên là vua to nhà nhà chạy đi hết rồi. Chúng ta không cần phải tốn một binh tốn nào hết. Xin thỉnh mời hạ vào thăm. Không có một ai ở thành Thăng Long mà không à? Dạ. Đã bỏ cái bao. Yên chi. Quân Trần đi, Nguyên Sói sẽ tha cho. Đi đi. Bay đâu? Chúng bay cũng đánh đi.
đập bể bể đá và hai vào đó con.